Giới thiệu với mọi người, cơm đoàn đây. Nó rất là đơn giản, chả có gì. Đấy, có được ăn gì đâu. Đấy, cơm đoàn nó chỉ thế thôi. Có gì, đấy, cơm đoàn phim đấy. Em muốn đến đây được giao lưu với chút sức khỏe mọi người một vài bài hát cho vui, thì như là anh chị Hoan Hỷ thì anh dành tặng em một cho bài Hậu Lắc remix. Đây là nhà mình là một đoàn đúng không ạ? Vâng, đây là một đoàn đấy. Thì em xin được em nhớ con họ, trước tiên xin gửi tới anh chị ba câu hát. Để xin nhà sau mình sẽ đến với bộ đội. Hai đứa. Khách đến chơi nhà. Bảo viên ra cháu có việc gì anh nhớ gọi điện cho em nhé.
Rồi ok. Yeah. Anh Quân ơi, xong rồi. Và anh em lên đường nhá. Đây. Có thấy thơm không? Từ từ. Chính xác là bàn mai đấy. Thế bây giờ là món thứ hai nhé. Thứ hai. Món này là món gì? Món gì nào? Nếm nhá nào. Anh nhử nhử bom đá để cho nó ngoe ngoài trước mặt bạn này ra nhá. Xong rồi em gái gì nhỉ em sợ. Ui giời sợ thế kìa. Ui giời sợ thế gớm. Anh chạm vào lưỡi nó thì để nó sợ. Ui giời sợ thế nhá. Vương sợ cả năm ấy. Nó chạy đâu rồi. 3, 2, 1. Em ơi, thuận lấy từ dưới lên đi. Rồi bắt đầu từ đây này. Bây giờ là món thứ hai. 3, 2, 1. Cái mắc nó rộng lắm mày ạ. Mắc từ tiếng đấy nha. Lau sạch em ngón cái anh em. Sạch tí đấy. Quay rồi. Bắt đầu. Anh quay sạch ngón cái cho. Chạy vào. Cái đó. Đấy. Rồi, nhá, cận nhá. Tí là phải mút con. Đây. Không, đây. Em phải có cái cảm nhận diễn nhất thoại nhá. Đây vào nào. Em thế nào anh Quân hỏi nhá. Bấm luôn anh Quân hỏi này, bấm cận này. Hỏi luôn này. Có vị gì không? Dạ nó hơi mặn mặn. Có vị gì không? Nó hơi mặn mặn anh ạ. Dạ nó hơi mặn mặn anh ạ. Mà sao nó hơi lúc nãy còn hơi hơi nhái ạ. Ừ, máy nào, máy chạy. Được chưa? Anh thử đưa lên gần gần lên để các bạn đi. Nào, thế nữa ra. Đấy, rồi nhá, máy cận chưa ạ? Máy chạy này. 3, đây đây. Đấy nhá, phải thật bình tĩnh để mà ngửi nhá. Xem đây là con gì nhá. Con bóng chân. 3. Được chưa? Lên mặt nhá. 2, 1, bắt đầu. Này. Là, máy bấm đã. Cứ bình tĩnh. Máy chạy. 3. Sạch cho em ạ. À. Lau sạch lắm rồi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Này. Phải thật bình tĩnh nhá. Nếm xem đọc nó là vị con gì nhá. Phải lè lưỡi ra. Vị gì? Lại anh ơi. Anh ơi vào cận chặt cho nên là nó phải liếm thật đấy anh ạ. À. Không được anh ạ. À. Đâu anh để im ở giữa để nó liếm. Nó giữ im em để máy nó bắt. Máy nào. Anh cứ bình thường như là con bình thường thôi. Anh biết rồi nhưng mà sao cái con kia nó bẩn thế mà vẫn máy. Con kia là con gì? Nào. 3, 2, 1. Rồi từ từ máy chạy nhá. Rồi. Tiếp tục một lần nữa nào. Tiếp tục này. Thật đấy nhá. Củ xoát đấy. Bắt đầu. Này. Phải thật bình tĩnh nhá. Nếm xem rồi đọc xem là món gì nhá. Con gì? Lấy lưỡi ra. Sao? Mày có vị hơn mặn mặn. Mà em thấy nó mùi nó còn hơi nhái. Đúng rồi đấy. Thế là con gì? Chưa nghĩ ra. Này. Cho nếm lại lần nữa nhá. Từ từ lại nữa sớm thế. Nào. Ok. Hả? Ôi giời. Cắt rồi ok. Em. Cái đấy hơi duyên nhờ anh nhờ. Cái đấy vui hết rồi nhờ. Đoạn này không phải nhìn. Nhìn vào đấy. Con này nhìn vào món ăn. À, nhìn vào món ăn thì không nhìn vào đây. Đây không ăn được. Mà đây. Nhìn vào món ăn đây thì ok. Tại vì là cứ tưởng là đây. Thôi, không khổ quá. Đây khổ. Nhìn vào đây. Được chưa? Ok. Nhá. Em nhá, nhìn đúng không? Nhá. Ok. Anh Sơn.
Rồi quay ạ.